Quý vị đang theo dõi video phối cảnh của UK Academy Campus Sài Gòn, tọa lạc tại số 2A đường D3, phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trường có 7 tầng lầu, được xây mới hoàn toàn trên diện tích đất hơn 5.000m² và tổng diện tích sàn lên đến 18.000m². UK Academy tự hào với thiết kế đúng chuẩn trường quốc tế, không gian xanh và thân thiện với môi trường. Đây là lối vào của trường, được thiết kế xuyên suốt một chiều, đảm bảo an toàn cho học sinh và tránh ách tắc giao thông. Khu vực đầu tiên quý vị có thể tiếp cận là phòng tư vấn của trường. Còn đây là hành lang đi bộ, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo không gian hoạt động cho học sinh. Lối đi bộ dẫn tới khu vực nhà ăn của trường. Đây là cầu thang bộ dẫn đến các phòng chức năng như phòng học nhạc, phòng học vẽ, thư viện, v.v. Cầu treo là một điểm nhấn trong thiết kế của UK Academy. Đây là nơi học sinh có thể tản bộ và ngắm cảnh. Nhà ăn rộng rãi, thông gió với cây xanh bao quanh, tạo môi trường an toàn và thân thiện cho học sinh. UK Academy. Tại trường có khu vực hồ bơi đạt chuẩn thi đấu quốc tế, còn một hồ bơi dành riêng cho tiểu học và một hồ bơi cho trung học. Cạnh trường là công viên cây xanh, tại đây học sinh có thể học nhóm, đọc sách, thư giãn. Lối cầu thang bố trí cạnh công viên dẫn trực tiếp từ cổng vào đến tầng 1, 2, 3 của tòa nhà lớp học. Tại đây có phòng thi đấu đa năng, có thể dùng để tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong nhà hoặc biểu diễn văn nghệ. Phía sau trường là sân bóng đá, học sinh sẽ được tập luyện và thi đấu tại đây. UK Academy, nơi bạn được tỏa sáng.